Chào các em. Thầy tên là Đỗ Ngọc Hiền, giáo viên tốt của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông. Hôm nay thầy sẽ giảng cho các em bài giải hệ phương trình bằng phương pháp thuế. Để giải một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ta tìm cách biến đổi hệ phương trình đó thành một hệ phương trình tương đương, trong đó có một phương trình chỉ chứa một ẩn. Một trong các cách giải mà ta thường áp dụng đó là quy tắc thế. Quy tắc thế dùng để biến đổi một hệ phương trình thành một hệ phương trình tương đương. Quy tắc thế gồm hai bước sau. Bước 1, từ một phương trình của hệ đã cho, coi là phương trình thứ nhất, ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia, rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới, chỉ còn một ẩn. Bước 2, dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thứ hai trong hệ. Phương trình thứ nhất cũng thường được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở bước 1. Bây giờ chúng ta áp dụng quy tắc thế này vào việc giải hệ phương trình. Ở ví dụ 1, giải hệ phương trình x trừ 3y bằng 2. Phương trình thứ hai là trừ 2x cộng 5y bằng 1. Từ phương trình thứ nhất, ta biểu diễn x theo y, ta được x bằng 2 cộng 3y. Thế vào phương trình thứ hai thì ta được trừ 2 nhân mở ngoặc 2 cộng 3y đóng ngoặc cộng 5y bằng 1. Tiếp theo, ta giải hệ phương trình bằng cách rút gọn phương trình thứ hai. Ta được trừ 4 trừ 6y cộng 5y bằng 1. Ở kết quả này, tức là chúng ta đã nhân trừ 2 với 2 thì bằng trừ 4. Nhân trừ 2 với 3y thì bằng trừ 6y. Tiếp tục rút gọn phương trình thứ hai. Lấy 6y, lấy trừ 6y cộng cho 5y thì ta được là trừ y. Chuyển trừ 4 sang phía phải thì bằng cộng 4 cộng với 1 thì bằng 5. Như vậy trừ y bằng 5 thì suy ra y bằng trừ 5. Thế y bằng trừ 5 vào phương trình trên thì ta được x bằng 2 cộng cho 3 nhân trừ 5 bằng 2 trừ 15. Suy ra x bằng trừ 13, y bằng trừ 5 là nghiệm của hệ phương trình. Như vậy, ta kết luận nghiệm, vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là cặp số xy bằng cặp số trừ 13 trừ 5. Tiếp theo, ta áp dụng quy tắc thế vào việc giải hệ phương trình ở ví dụ 2. 2x trừ y bằng 3, x cộng 2y bằng 4. Từ phương trình thứ nhất, ta biểu diễn y theo x rồi thế vào phương trình thứ hai, ta được là y bằng 2x trừ 3 rồi thế vào phương trình thứ hai thì ta được là x cộng 2 mở nhân mở ngoặc 2x trừ 3 đóng ngoặc bằng 4. Tiếp tục tương tự ví dụ 1, ta rút gọn phương trình thứ hai thì ta lấy 2 nhân với 2x thì bằng 4x, 4x cộng với 1x thì bằng 5x. Và lấy 2 nhân với trừ 3 thì bằng trừ 6. Vậy ta được là 5x trừ 6 bằng 4. Tiếp tục là chuyển trừ 6 sang với phải thành là cộng 6 cộng 4 là bằng 10. Như vậy 5x bằng 10 thì suy ra x sẽ bằng 10 chia cho 5 bằng 2. Vậy ta được là tiếp tục thế x bằng 2 vào phương trình trên, ta được y bằng 2 nhân 2 trừ 3 bằng 4 trừ 3 bằng 1. Như vậy ta tìm được là x bằng 2, y bằng 1, chính là nghiệm của hệ phương trình. Kết luận, vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là cặp số xy bằng cặp số 2, 1. Qua ví dụ 1 và ví dụ 2, ta thấy cả hai ví dụ, hai hệ phương trình tìm được đều có nghiệm duy nhất. Bây giờ chúng ta xét các hệ số của hệ phương trình có nghiệm duy nhất, chẳng hạn như hệ phương trình ở ví dụ 2, đó là hệ phương trình 2x trừ y bằng 3, x
cộng 2y bằng 4. Ta thấy a trên a phẩy bằng 2 chia 1 bằng 2, b chia b phẩy thì bằng trừ 1 chia 2 bằng trừ 0,5. Do 2 khác trừ 0,5 cho nên suy ra a chia a phẩy khác b chia b phẩy. Như vậy chúng ta có kết luận về nhận xét 1 như sau: hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax cộng bi bằng c, a phẩy x cộng b phẩy y bằng c phẩy, trong đó a b c, a phẩy b phẩy c phẩy đều khác không. Có một nghiệm duy nhất nếu a trên a phẩy khác b trên b phẩy. Các em cần lưu ý ở đặc điểm này, cái nhận xét này, để chúng ta biết được số nghiệm một hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Nếu chúng ta có a chia a phẩy khác b chia b phẩy. Tiếp theo chúng ta sang ví dụ 3 là giải hệ phương trình 4x trừ 2y bằng trừ 6, 2x cộng y bằng 3. Từ phương trình thứ hai ta biểu diễn y theo x rồi thế vào phương trình thứ nhất, ta được y bằng 2x cộng 3 rồi thế vào phương trình thứ nhất thì ta được hệ tương đương, đó là 4x trừ 2 nhân mở ngoặc 2x cộng 3 đóng ngoặc bằng trừ 6. Và phương trình thứ hai đó là y bằng 2x cộng 3. Tiếp tục để giải hệ phương trình này, chúng ta rút gọn cái phương trình thứ nhất. Chúng ta lấy trừ 2 nhân với 2, x thì bằng trừ 4x, trừ 4x cộng với 4x sẽ bằng 0x. Trừ 2 nhân với 3 thì bằng trừ 6, chuyển sang phía phải thì bằng thành cộng 6, trừ cho 6 bằng 0. Như vậy ta được cái phương trình mới, đó là 0x bằng 0. Và phương trình thứ hai của hệ mới đó là y bằng 2x cộng 3. Để xác định nghiệm của hệ phương trình này thì trước tiên chúng ta xác định số nghiệm của hệ phương trình, của cái phương trình 0x bằng 0. Đối với phương trình 0x bằng 0 thì nó nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Do đó chúng ta tìm thay x vào cái phương trình thứ hai thì chúng ta cũng tìm được y có giá trị xác định là tất cả các số trong R phụ thuộc vào x. Như vậy hệ đã cho có vô số nghiệm, tập nghiệm của hệ cũng là tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn y bằng 2x cộng 3. Vậy hệ phương trình có các nghiệm là các cặp số x, y được tính bởi công thức x thuộc R y bằng 2x cộng 3. Giải thích hệ phương trình có vô số nghiệm bằng hình học như sau. Đối với hệ phương trình ở ví dụ vừa giải là 4x trừ 2y bằng trừ 6 trừ 2x cộng y bằng 3. Cả hai phương trình này chúng ta đều biểu diễn dưới dạng hàm số, tức là biểu diễn y theo x thì ta được ở phương trình thứ nhất là y bằng 2x cộng 3, và chúng ta gọi đường thẳng này là đường thẳng D1. Nó là công thức của hàm số bậc nhất và đường thẳng bậc nhất. Phương trình thứ hai chúng ta cũng biểu diễn y bằng 2x cộng 3, chúng ta gọi đường thẳng này là đường thẳng D2, và chúng ta vẽ hai đường thẳng này. Thì rõ ràng hai đường thẳng này có phương trình giống nhau, cho nên tập nghiệm của hai phương trình được biểu diễn bởi đường thẳng y bằng 2x cộng 3, và chúng ta biểu diễn lên hệ trục tọa độ như sau. Đây là đường thẳng D1, cắt trục tung tại điểm là 0,3 và cắt trục hoành tại điểm -3/20. Và đường thẳng D2 cũng tương tự, nó trùng với đường thẳng D1. Do hai đường thẳng này trùng nhau cho nên là số điểm chung của hai đường thẳng này là vô số điểm. Cho nên vậy hệ phương trình có vô số nghiệm. Trước khi đi nhận xét hai, chúng ta xét các hệ số của hệ phương trình vô số nghiệm. Đó là hệ phương trình 4x trừ 2y bằng trừ 6, trừ 2x cộng y bằng 3. Ta thấy a chia a phẩy bằng 4 chia trừ 2 thì bằng trừ 2. B chia b phẩy thì bằng trừ 2 chia 1 bằng trừ 2. Và c chia cho c phẩy bằng trừ 6 chia 3 bằng trừ 2.
cả ba giá trị bằng trừ đều bằng trừ 2, cho nên chúng ta suy ra A chia A phẩy bằng B chia B phẩy và bằng C chia C phẩy. Như vậy chúng ta có kết luận của nhận xét thứ hai như sau. Hệ phương trình AX cộng BY bằng C, A phẩy X cộng B phẩy Y bằng C phẩy, trong đó A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy khác không. Có vô số nghiệm nếu A chia A phẩy bằng B chia B phẩy và bằng C chia C phẩy. Các em lưu ý, đối với một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, nếu có A chia A phẩy trên B chia B phẩy bằng C chia C phẩy, thì tỷ số của ba giá trị của ẩn X, ẩn Y và hệ số tự do đều bằng nhau, thì hệ phương trình này có vô số nghiệm. Tiếp tục chúng ta giải ví dụ 4, giải hệ phương trình 4X cộng Y bằng 2, 8X cộng 2Y bằng 1. Cả hai phương trình này chúng ta đều biểu diễn tương tự là biểu diễn Y theo X. Thì phương trình thứ nhất chúng ta biểu diễn Y theo X thì được bằng là trừ 4X cộng 2. Và phương trình thứ hai chúng ta cũng biểu diễn Y theo X cũng được là Y bằng trừ 4X cộng cho 1 phần 2. Gọi cái đường thẳng phương trình của đường thẳng phương trình thứ nhất đó là đường thẳng D1, phương trình đường thẳng thứ hai là đường thẳng D2, và chúng ta biểu diễn lên mặt phẳng tọa độ. Thì tập nghiệm của hệ hai phương trình được biểu diễn bởi hai đường thẳng song song, đó là đường thẳng D1 và đường thẳng D2 song song. Thì hai đường thẳng song song cho nên hai đường thẳng này nó không có là điểm chung. Do hai đường thẳng này là hai đường thẳng song song vì hệ số của ẩn X đều bằng trừ 4, cho nên là đối với phương trình đường thẳng bậc nhất là có cùng hệ số gốc, cho nên hai đường thẳng này là hai đường thẳng song song. Hai đường thẳng song song cho nên không chúng ta xét các hệ số của hệ phương trình vô nghiệm. Đó là phương trình vừa giải 4x cộng y bằng 2 và 8x cộng 2y bằng 1. Ta thấy A trên A phẩy, A chia A phẩy thì bằng 4 chia 8 bằng 0,5, B chia B phẩy bằng 1 chia 2 bằng 0,5. Như vậy giá trị, hai giá trị này là đều bằng 0,5 bằng nhau. C chia cho C phẩy thì 2 chia cho 1 bằng 2. Như vậy khác hai giá trị trước. Do đó chúng ta suy ra A chia A phẩy bằng B chia B phẩy khác C chia C phẩy. Như vậy nếu hệ phương trình mà có hệ số A chia A phẩy B bằng B chia B phẩy khác C chia C phẩy thì hệ phương trình đó vô nghiệm. Chúng ta có nhận xét ba như sau. Hệ phương trình AX cộng BY bằng C, A phẩy X cộng B phẩy Y bằng C phẩy, trong đó A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy khác không? Vô nghiệm nếu A chia A phẩy khác bằng B chia B phẩy và khác C chia C phẩy. Như vậy chúng ta có 3 cái nhận xét, 1, nhận xét 2, nhận xét 3 về số nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Các em lưu ý ở 3 trường hợp này để chúng ta khi giải hệ phương trình chúng ta sẽ nắm được, khi kiểm tra nghiệm lại chúng ta xét các tỷ số A trên A phẩy, B trên B phẩy, C trên C phẩy để chúng ta biết được số nghiệm của hệ phương trình đã cho. Tóm lại, chúng ta tóm tắt cách giải của hệ phương trình bằng phương pháp thế. Thứ nhất là dùng quy tắc thế biến đổi hệ phương trình đã cho để được một hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình một ẩn, trong đó có một phương trình là một ẩn. Cái này thì từ phương trình một ẩn này chúng ta giải phương trình một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho. Đó là cái bước cần giải tóm tắt đối với một giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Tiết học đến đây kết thúc. Chúc các em đạt nhiều kết quả tốt trong học tập. Xin hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo.